Kim Thị xin mến chào chú và anh chị. Kim Thị đang ngồi trong một khoảng không gian phòng bếp của một ngôi nhà hiện đại. Và với thiết kế căn nhà này đẹp từng chi tiết, Kim Thị đang cầm cái đầu mod bấm để chia sẻ cho chú và anh chị. Ánh điện này nó có nhiều công năng lắm, mình chọn chế độ nào cũng đẹp hết trơn á. Và nhà mình có một cái bộ ghế sofa rất là lớn, nên phòng khách của mình đã đủ chỗ cho một cái không gian để mình tiếp khách rồi. Thêm một cái đồn ở đây nữa để cho chú và anh chị mình có thể ngồi thư giãn thêm. Nhưng mà với thiết kế chỗ này là mình có thể thiết kế một cái bộ bàn ăn cũng được, hoặc là mình thiết kế không gian bộ bàn ăn ở đây cũng được, vì ngôi nhà mình rất là rộng, ngang 4m7 và dài 25m, một lầu, 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Và Kim Thị đang đứng trong khoảng không gian căn nhà mình như chính mình thiết kế và xây dựng vậy đó ạ. Mặc dù nhà xây sẵn đó, nhưng chắc chắn cô chú và anh chị đến xem cái mẫu nhà này kiên cố và chất lượng, có bảo hành nhà cho cô chú và anh chị ở lâu dài nữa. Và với căn nhà này, tường móng riêng và pháp lý là sổ hồng riêng, với công năng sử dụng rất là đẹp, đó là có khoảng sân trước đậu xe ô tô 7 chỗ thoải mái. Và cô chú và anh chị cần nhà gần chợ Bình Chánh, gần nhà thờ Bình Chánh, thì nhà mình cách nhà thờ có 1 cây số thôi. Đây là thông tin chính xác mà cô chú và anh chị khi đến xem mình sẽ rất hài lòng từng chi tiết. Và với cái vị trí ở đây, dân cư cũng đã đông rồi, không có sợ vắng vẻ bị buồn đâu. Vì kế bên nhà mình nó có những cái phân lô đã có chủ hết rồi, sau này còn xây dựng lên rất là nhiều. Và khoảng sân này cho mình nơi để đậu xe thoải mái, và thiết kế cho mình thêm cái bồn trồng cây bên hông bên đây nữa, có những cái ánh đèn rọi xuống rất là dễ thương. Và cô chú và anh chị, mình nơi ở mát mẻ, trong lành, xanh sạch đẹp, mẫu nhà hướng Tây Bắc. Trước mắt mình đó là cái mẫu nhà tân cổ điển, thể hiện ngôi nhà đẳng cấp. Và cho chú và anh chị khi đến xem, mình sẽ ấn tượng khi mà mình đến xem cái mẫu nhà này, đó là thiết kế hiện đại và đẹp. Và đường ô tô đến nơi, đường này đường thông à, hướng bên tay phải Kim Thị đây ra chợ Bình Chánh và ra nhà thờ Bình Chánh. Nếu mà nhà mình cách nhà thờ Bình Chánh là 1 cây số. Đường trước nhà của mình đường bê tông thôi, nhưng mà xe rất là rộng rãi, mình đi rất là dễ dàng cho mình. Khi bước vào nhà có một cái dàn cửa 4 cánh đảm bảo an toàn và chắc chắn. Khoảng sân thì được lót lợp loại gạch, có những cái viên sỏi nữa độc lạ hơn là, và có những cái ánh đèn thắp sáng siêu dễ thương luôn. Ở đây nhà mình sẽ thiết kế là 2 lớp cửa, một lớp cửa cuốn Kim Thị bật lên rồi đó ạ, và một lớp cửa kính nữa, nên cô chú và anh chị ơi, tiền nào của đó luôn á. Với căn nhà này trên 3 tỷ và dưới 4 tỷ, nhưng mà với cái mức giá này, cô chú và anh chị tìm trên thị trường một căn nhà mà gần chợ Bình Chánh thật sự rất là hiếm hoi, những căn nhà mới như thế này. Và hiện tại căn nhà này, lúc trước thời điểm trước Kim Thị có một cái video chia sẻ nhưng mà chưa hoàn thiện, và hôm nay ngôi nhà này sẽ cho chú và anh chị như ý hơn về cách thiết kế, như là nội thất, bộ ghế sofa rất là đẹp ở khoảng không gian phòng khách đây. Đây một ấn tượng, một cái bộ ghế da này là một loại cao cấp mà nhà đẹp Kim Thủy chia sẻ cho chú và anh chị. Với căn nhà này như chính mình thiết kế luôn ạ, rất là đẹp và sang trọng, trần được đúc kiên cố, những ánh đèn thắp sáng lung linh, và bên đây thì làm cho mình những cái khung dán tranh đẹp mắt. Và đối diện là một cái ốp vách PVC giả đá, có một cái đồng hồ treo tường nữa. Cầu thang thì thiết kế chỉnh chu, có một cái tủ cầu thang rất là sang, có những cái đèn led thắp sáng lung linh. Khi mà Kim Thị bật hết những cái ánh điện nhà mình, cô chú anh chị thấy lạ mắt so với những căn nhà khác. Và nhà mình xài điện là điện cảm ứng ạ. Đây, từ những công tắc này mình sẽ dùng cảm ứng bằng vân tay của mình á. Đây, Kim Thị đã bật lên cho chú anh chị hình dung được cái màn hình cảm ứng của nhà mình nó tiện thế nào ha. Và ở đây cái tạm cho mình một bức tranh rất là sống động và cảm giác nó mát mẻ cho ngôi nhà của mình. Với khoảng không gian mà Kim Thị đang ngồi đầu tiên, nơi mà cô chú và anh chị có thể ngồi thư giãn đọc sách. Và tủ cầu thang, tủ rất là nhiều dưới chân cầu thang thế này nè, vừa tận dụng để đồ rất là nhiều cho nhà mình gọn gàng. Kim Thị rất là thích mẫu nhà đẹp. Cô chú và anh chị thường mình tìm nhà đã bao nhiêu lâu rồi, mình như thế nào mình là chọn căn nhà đẹp ạ? Với Kim Thủy ngôi nhà này đẹp từ vị trí và với cách thiết kế, và với giá hay là giá gốc từ bên chính chủ xây dựng không qua trung gian, cô chú và anh chị có mức giá tốt nhất. Và với cách thiết kế ngôi nhà này độc lạ từ cách mặt diện, và với cái kệ quầy bar này cũng khác lạ nữa. Tủ bếp trên dưới là một loại tủ bằng gỗ nhưng mà được sơn sáng bóng mặt diện bên ngoài, nơi thượng táo cũng có luôn, và nơi mà cô chú và anh chị rửa rau rửa bát đó là một cái khay. Đó, hai cái bồn này chống rỉ sét rất là tốt luôn. Đó, nhiều ngăn. Và
mình có thể để đây một cái tủ lạnh lớn luôn. Ốp vách PVC màu sắc cũng rất là đẹp và sang. Và một căn phòng ngủ với tầng trệt tiện ích cho người thân lớn tuổi. Wow, dàn cửa như mình là dàn cửa gỗ ha, nên xài rất là bền. Có cửa sổ nhỏ nhỏ nữa và trần ở đây làm thoáng cao. Cô chú và anh chị có một căn phòng ngủ rất là tiện ích, có sân sau nữa nên căn phòng mình lúc nào cũng mát. Với nhà mình có nhiều thế hệ, cô chú và anh chị yên tâm vì ngôi nhà này sẽ cho mình nơi ở lý tưởng. Lối đi rộng rãi và nhà mình có thiết kế có sân sau. Với sân sau này bước ra thấy mở cửa ra thấy mát mẻ rồi. Và gạch đất tường với những cái gam màu rất là dễ thương, nơi để máy giặt ạ. Và với căn phòng vệ sinh ở dưới tầng trệt. Bao phòng vệ sinh thì rất là sạch sẽ với những cái thiết bị cao cấp luôn, dễ thương. Với những cái loại xứ này cô chú anh chị mình đến xem, mình sẽ biết ngôi nhà mình được kỹ lưỡng thế nào, được chọn những cái thiết bị mới và sang để phù hợp với ngôi nhà với giá trị này. Vâng, thường thì cô chú và anh chị tìm hiểu nhà, Kinh Thủy biết rằng mình tìm hiểu đúng cái tài chính của mình để khi mà mình đi xem nhà mình đỡ mất thời gian, nên nhà đẹp Kim Thủy lúc nào cũng chia sẻ giá tổng để cô chú và anh chị làm việc nó rõ ràng. Và với uy tín đặt lên hàng đầu nên nhà đẹp Kim Thủy chia sẻ rõ từng trong video rồi, nên cô chú và anh chị xem nhà thực tế thì đúng căn nhà đó. Nên với căn nhà này, một trong những căn nhà xây riêng biệt ở hướng gần nhà thờ Bình Chánh, là một trong những vị trí mà rất là gần về trung tâm, đặc biệt là vườn về bến xe miền Tây, về quận Bình Tân khoảng tầm 20 phút thôi. Với cái thông tin mà căn nhà này, cô chú và anh chị nếu mà có thắc mắc gì thêm, vui lòng để tin nhắn và gọi Kim Thủy tư vấn thêm một lần nữa để trước khi mình xem nhà nha. Và cái lối đi lên nè, mình sẽ còn những căn phòng ngủ rất là đẹp và sang trên kia. Gió mát quá cô chú bạn chị ơi, vừa cầu thang bước lên mình sẽ có cánh cửa sổ nhỏ để gió vào trên lầu của mình không bị ngập bí gì cả. Với hai căn phòng ngủ trên đây sẽ có phòng vệ sinh trong phòng ngủ rất là tiện ích. Và khi mình bước vào khoảng không gian này, Kim Thủy ấn tượng về các thiết kế bồn rửa tay, bồn vệ sinh và vòi sen tắm là phía trong cùng, đầy đủ khay nắng khăn với những trang thiết bị và những cái lô viên gạch này nè. Kim Thủy thấy ngôi nhà này gom lại một ngôi nhà rất là đẹp luôn. Và với cái chỗ này mình thiết kế nội thất là giường đủ quần áo thoải mái luôn, với một cái view cửa sổ và những cái cửa bước ra ngoài ban công nữa. Đây dàn cửa nhôm sifa rất là đẹp và sang, ngoài trời rất là mát mẻ và trong lành. Và cô chú và anh chị thấy cái gam màu nhà mình cũng đẹp nữa. Và thường thì nhà mỗi nhà mỗi vẻ đó, nhưng mà thường thì mình tìm nhà phù hợp với tài chính của mình, một căn nhà đẹp nhất rồi. Nên với Kim Thủy thì mà bước vào căn nhà này thực sự ấn tượng, đó là ngôi nhà đẹp. Và từ cầu thang bước lên khoảng không gian thờ cho gia đình mình, nếu mà đặt trang thờ ở đây là quá lý tưởng rồi, vì thoáng mát và cao ráo, nơi mà cô chú và anh chị có thể làm thêm góc học tập và góc làm việc thêm. Và với căn phòng ngủ thứ ba, đây dàn cửa mình rất là đẹp, đây là dàn cửa gỗ. Với căn phòng này cũng có phòng vệ sinh trong phòng ngủ tiện ích nữa, trần trên đây có những cái đèn led rất là sang, cửa sổ luôn đó, mát mẻ. Và khi mình bước vào khoảng không gian căn phòng vệ sinh này đó, thoáng đẹp như chú anh chị thấy là từng chi tiết ngôi nhà mình. Cô chú anh chị thấy một mẫu nhà hiện đại và cách thiết kế bài trí của căn nhà mình rất là hợp lý đó, như cô chú anh chị tìm nhà mà phù hợp với nhu cầu của mình hết luôn, trọn vẹn hết luôn thì rất là khó. Nhưng đây chắc chắn một ngôi nhà mà cô chú anh chị đến xem mình sẽ thích về cái vị trí gần rồi. Và giá cả chắc chắn là đã làm việc với Kim Thủy lúc nào cũng là giá gốc từ bên xây dựng hết. Và với căn nhà này cô chú và anh chị ơi, nó đã thấy phù hợp rồi. Mời cô chú và anh chị gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình để mình đến xem và sở hữu một căn nhà duy nhất của khu vực này nha. Từng bước của cầu thang này độc và lạ nhưng rất sang. Với khi mà mình đi lên vào ban đêm á, mình ngại là cầu thang nhiều khi tối, nhưng mà với những cái ánh điện này nè, từng bước của mình sẽ chạy theo cái bước chân của mình, sẽ có những cái ánh điện chạy theo luôn. Nên với thiết kế ngôi nhà này, cô chú và anh chị thấy từng những cái ánh điện và công tắc cũng là đã cảm ứng nữa. Và với ngôi nhà sang trọng hôm nay, với mức giá gốc từ bên chính chủ xây dựng và giá tổng không phát sinh là 3 tỷ 3, có tặng cho mình một cái bộ ghế sofa rất là đẹp đặt ở khoảng không gian phòng khách này, nơi mà cô chú và anh chị đến xem. Phòng khách là cái nơi mà mình đến, mình sẽ ấn tượng ngay từ lúc mà mình đến xem lần đầu tiên, phải không ạ? Và ngôi nhà này thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết, nó là có hai cái lớp cửa cuốn và lớp cửa kính thế này.
và nhà mình có một khoảng sân đậu ô tô với công năng sử dụng một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và có một phòng thờ riêng biệt. Với căn nhà có sân đậu ô tô và sổ hồng riêng, nhà mình có sẵn luôn rồi, đi công chứng lúc nào cũng được để nhận nhà ở ngay. Cô chú anh chị nhìn ngắm cái vẻ đẹp của ngôi nhà mình, gần nhà thờ Bình Chánh có 1 cây số thôi. Với trong tay có khoảng từ 1,5 tỷ, cô chú và anh chị có thể đến xem cái mẫu nhà này được rồi. Vì đây là phần thanh toán trước, nhưng mà phần còn lại mình sẽ được ngân hàng hỗ trợ vốn vay, trả góp dài hạn. Cô chú và anh chị yên tâm, xung quanh khu vực này nè, những cái lô đất kế bên nó được phân lô có chủ hết rồi. Sắp tới mình xây dựng nhà rất là nhiều. Và đường trước nhà của mình là một con đường bê tông thôi, nhưng mà có lợi nữa là nhà mình đường thông á, xe ô tô chạy đến nơi thế này rất là tiện, để cô chú và anh chị nơi ăn cư lý tưởng. Nhà mình về quận Bình Tân rất là gần, đặc biệt là Adon Bình Tân, bến xe miền Tây có 20 phút. Vâng, cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để xem nhà đẹp bên Kim Thủy mỗi ngày. Mến chúc cô chú và anh chị có một kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 ngày Quốc Khánh bên thành viên yêu thương của mình vui vẻ và hạnh phúc đầm ấm nhất. Và nhà đẹp Kim Thủy mến chúc cô chú và anh chị khách hàng gần xa sẽ sớm chọn cho mình căn nhà phù hợp nhất ạ.